Các bạn có biết trò chơi này không ạ? Vâng, và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sẵn sàng. Bây giờ các bạn sẵn sàng chưa? Gia Trung, are you ready? Sẵn sàng chưa Gia Trung? Ready? Ok. Chiều nay chúng ta căn cứ trên tỷ lệ tiếp xúc thôi. Điều như thế là chốc chốc hoàn thành cuộc vùng để tính cơ hay sao? Gia Trung chọn tay 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 Đi chơi thôi. Chắc là bạn này, bạn này. Mời bạn. Bạn là người ra đằng sau. Game hơn, game đi thì cường. Game chỉ là game thôi bạn. Trời khai sư à. Tiếp theo. Vâng, và bây giờ chúng ta đứng lên đi ạ. Các bạn đứng lên, chuẩn bị vòng tiếp theo nhé. 2, 4, 6, 8. Chúng tôi xin ra và bộ phận tổ chức bỏ mất 2 chiếc ghế. Bỏ mất 2 chiếc ghế. Chúng ta còn lại chỉ 6 chiếc ghế mà thôi. Nhanh chân nhá. Nhanh chân. Rồi. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu.
và mời hai bạn chiến thắng cuối cùng sẽ đứng lên chúng ta giữa nhé. Số thứ năm, anh ấy xin vâng, xin chào được. Ủa, chắc là mạnh nhất luôn đi, mang giày vô đi. Thế thì mấy bạn người kia mới xin được mấy bạn người. Mà nãy thấy bạn đi chung không chơi không à? Anh chàng rất để ý. À, vâng, xin mời hai bạn chiến thắng trở lại, hai bạn đã đạt được chuẩn vị trí của mình, đúng không ạ? Còn bây giờ Trang Trung sẽ chụp ảnh với hai người. Các bạn cùng xem nhé. Thank you.
bạn ơi, rất khó để cho tôi nói điều này, nhưng mà chương trình của chúng ta có lẽ phải tạm dừng ở đây. Nhưng mà vâng, theo lịch trình thì bây giờ xong bài hát lên hai câu truy thì chương trình của chúng ta đã khép lại. Và nghĩ rằng chúng tôi sẽ không nói một đôi lời nữa. Muito bom!